Hello các chị em nhà mình nha. Hôm nay là mùng 5 tháng 7. Nạn cái phục vụ chị em đây. Chưa? Hôm nay về tâm mới ngâm xong khâu ngâm cái. Bây giờ là đi cho thợ xe cái ngược máy khóa. Xong rồi tâm mới xay. Ở đây là mắm này. Chị em nhìn thấy chưa? Mắm của tâm này. Quá nhỉ. Để quay ngược khóa. Quá nhìn lắm chị em. Chum đây, sẵn sàng cho mẹ mắm mới và chum nha. Rồi ai mắm cái thì alo tâm ship nha, lúc nào cũng sẵn sàng.